Nhà bạn, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 7 tháng 2 thì cũng là ngày 28 âm rồi, cũng khá là sát Tết rồi. Thì mình lại ở đây để mà giới thiệu cho bạn những sản phẩm anh và ống kính để mà phục vụ cho bạn nhu cầu chơi Tết này. Chủ đề thì hôm nay là chủ yếu là những dòng máy ảnh và ống kính và các phụ kiện để mà chúng ta có thể quay video nhé. Đó, quay phim hay quay video thì cũng khá là phù hợp. Thì chủ yếu là những dòng máy ảnh đến từ Sony thôi, có cả Sony Crop, Sony Full Frame, có cả lens cho máy ảnh full frame và lens cho máy ảnh crop nhá. Đó, nói chung là với nhu cầu quay phim ý, thì mình thấy mọi người sử dụng Sony nhiều, còn nhu cầu chụp ảnh ý, thì tùy nhá, mỗi người có một cái nhu cầu chuẩn riêng. Còn riêng quay phim thì mình thấy là Sony đang chiếm ưu thế rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì bắt đầu với ở chiếc máy ảnh Sony mà mình nghĩ là phù hợp nhất cho những bạn nào mà mới muốn tìm hiểu về nhu cầu quay phim, muốn làm nghề về quay phim, làm filmmaking ấy, thì chiếc Sony A6300 là một cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất để mà chúng ta có thể khởi đầu. Tại vì thứ nhất là nó có cái tiêu chuẩn quay 4K, một cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ bây giờ là đa số là gần như là phải có rồi. Nó quay Full HD thì bây giờ nó bình thường quá. Quay Full HD trên Sony nhìn nó còn không đẹp cơ. Đó, Sony thì mình thấy quay 4K thì nhìn nó khác hẳn. Còn quay Full HD thì mình không đánh giá cao ở trên Sony. Thì chiếc A6300 thì sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý, tại vì A6300 nó bắt đầu có quay 4K rồi. Với mức giá đầu tư cũng khá là hợp lý cho một chiếc Sony A6300 ban đầu là khoảng độ 12 triệu rưỡi như một chiếc mình đang cầm trên tay nhá. Đó, 12 đồng rưỡi. Ngoại hình được khoảng độ 95%, còn khá là mới luôn. Đấy. Đấy, nó có cái màn hình lật như này này. Thì cái màn hình lật ở trên A6300 cũng khá là ok, nó không phải là lật lên hẳn nhưng mà nó cũng là lật được. Thì nó cũng tiện hơn cho việc quay và chụp nhé. Đó, 12 đồng rưỡi các bạn nhé. Tiếp theo thì là phiên bản không phải là nâng cấp mà là phiên bản cùng năm với cả A6300 là A6500. A6500 thì nó khá là tương đương với A6300. Tuy nhiên thì A6500 nó bắt đầu có chống rung ở trên cảm biến. Tại vì quay phim mà quay với A6300 hay A6400 ấy, nó không có chống rung ấy. Thế nên là nếu như bạn mà quay handheld ấy thì cái thước phim của chúng ta sẽ cực kỳ rung lắc nhé. Đó, nên là những bạn nào mà muốn quay handheld thì có thể tham khảo dòng A6500 này, nó bắt đầu có chống rung ở trên cảm biến. Chống rung này sẽ giúp chúng ta quay nó đỡ rung hơn rất là nhiều nhé. Nó chống rung 50 xịn luôn. Với cả màn hình của nó ấy, cũng có một cảm ứng để mà lấy nét nhé. Đó, đó là hai cái điểm nâng cấp của A6500 so với cả A6300. Thì A6500 sẽ dành cho những bạn nào mà thích quay phim handheld như mình vừa nói ấy, cần một chiếc máy cần có chống rung thì cái thước phim của chúng ta sẽ mượt mà hơn. Thì giá của A6500 cũng tình trạng 95% thì giá khoảng độ 13 đồng rưỡi cho các bạn nhé. 13 đồng rưỡi cho chiếc A6500. Rồi, nâng cấp hơn của A6300. Đây là A6400. A6400 thì là phiên bản nâng cấp của A6300 ra mắt năm 2019. Thì cái thời điểm nó ra mắt ấy là một chiếc máy có thể nói là lấy nét nhanh nhất ở thời điểm nó ra mắt. Nó một chiếc máy lấy nét cực kỳ kinh khủng luôn. Nếu mà các bạn chụp thì nó có cả lấy nét theo mắt luôn. Đó, quay thì nó sẽ tracking cho khuôn mặt rất là tốt nhé. Đấy, mình cũng đang dùng Sony A6400 để quay rất là nhiều tại vì chiếc máy này nó quay cực kỳ tốt, cực kỳ bền bỉ. Nó bắt đầu có quay không giới hạn thời gian luôn. Đấy, các bạn chỉ cần việc cho nó cái thẻ nhớ dung lượng cao tí hay là cấp cho nó cái nguồn điện ấy thì nó có thể quay liên tục được luôn. Với cả nó không bị quá là nóng như kiểu A6300. A6300 khi mà chúng ta quay 4K ấy thì sau khoảng độ hai mấy phút thôi là nó bắt đầu có hiện tượng overheat rồi. Còn A6400 thì các bạn quay 4K thì mình thấy là khá thoải mái tầm khoảng độ tiếng đó. Đó. Đấy, một chiếc máy cực kỳ bền bỉ nhá. Chiếc A6400 này có lần mình thấy thi thoảng mình thấy là nó bị overheat ấy, xong rồi mình tắt đi khoảng độ 5-10 phút ấy, xong rồi bật lại quay tiếp lại bình thường luôn. Đó, cực kỳ trâu bò luôn. Không ngờ một chiếc máy nhỏ như này mà cái khả năng quay của nó rất là tốt nhá. Nó vẫn quay 4K này, màn hình lật của nó là màn hình lật lên nhá. Đấy, selfie hay là tự quay về bản thân cũng được luôn, mình tự ngắm mình trong khung hình được luôn. Đó, màn hình lật của A6400 thì sẽ tiện hơn A6300 nhá. Nói chung là A6400 thì bây giờ rất nhiều người sử dụng luôn, mình thấy A6400 gần như cháy hàng các bạn ạ. Đó, tại vì nó quay quá tốt luôn, trừ cái nhược điểm duy nhất của A6400 mà mình cũng đã đề cập từ trước ấy là nó không có chống rung thôi. Ngoài ra thì mình thấy A6400 cực kỳ tốt luôn. Với cả cái pin của A6400 ấy thì mình thấy là nó bình thường, nó không phải quá yếu nhá. Nó mình trải nghiệm và mình thấy cũng không quá yếu nhưng mà cũng không quá trâu. Đấy, pin của nó thì mình thấy bình thường. Thì A6400 mình đang cầm trên tay là tầm 95% thì tầm khoảng độ 16 đồng nhá. Đó, 16 đồng cho A6400 95%. Các bạn mua mới A6400 bây giờ thì nó sẽ loanh quanh khoảng độ 19 đồng rưỡi cho đến 20 nhá. Đấy, nếu mà mua mới. Rồi tiếp theo thì sẽ là Sony A7S2. A7S2 thì dòng S của Sony ấy, là cái dòng chuyên quay phim.
thì mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều ở trong các video trước ấy. Thì A7S2 thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà muốn làm nghề quay phim chuyên nghiệp mới nhá. Đó, chưa hẳn là quá là chuyên nhưng mà nói chung là A7S2 mình thấy là nó sẽ đáp ứng được rất là tốt cái nhu cầu quay của chúng ta, với những bạn nào mà cần một chiếc máy full frame đấy. Các bạn mà không thích crop ấy, thì thích full frame quay phim thì A7S2 sẽ một lựa chọn khá là ok. A7S2 thì nó sẽ nổi tiếng về cái độ quay đêm của nó, tại vì nó xử lý ISO rất là tốt. Các bạn đẩy lên ISO cao ấy thì cái thước phim của chúng ta ấy nó vẫn sáng nhưng mà nó vẫn mịn. Đó, cái A7S2 nổi tiếng về cái độ xử lý ISO thì nó sẽ khắc phục hoàn toàn cái nhược điểm của những dòng crop như kiểu A6003, A6004, A6005 ấy, là cái ISO nó hơi hạn chế một chút. Đó, thì dòng S ấy thì nó sẽ khắc phục cái đấy rất là tốt. A7S2 thì nó vẫn có những cái tính năng quen thuộc như kiểu là quay 4K hay là chống rung, vẫn là một chiếc máy sinh ra để quay phim nên là nó sẽ hỗ trợ quay phim nó rất là tốt nhá. Đó, cái A7S2 mình đang cầm trên tay là khoảng độ 16 đồng nhá các bạn nhá. Giá ngang A6004 nhưng mà mình thấy là A6, nếu mà các bạn chuyên quay phim thì A7S2 sẽ là lựa chọn nó phù hợp hơn một chút. Đấy, dù gì thì nó cũng là full frame mà, thế nên là mình vẫn thấy là hai con này thì 19 1 10 thì 10 sẽ là A7S2 còn 9 sẽ là A6004 nhá. Đó. Rồi tiếp theo thì sẽ là một chiếc máy mà có thể nói huyền thoại, tại vì nó vừa quay vừa chụp được, mà đến hiện tại thì bây giờ vẫn rất nhiều bạn sử dụng chiếc máy này để mà đi quay chụp làm nghề nhá. Đặc biệt là chụp kỳ yếu hay là chụp những cái sự kiện ấy, mình thấy dùng A73 rất là nhiều. Thật sự luôn là mình thấy dùng A73 rất là nhiều. Ở thời điểm cách đây khoảng độ 2 năm cho đến thời điểm hiện tại vẫn dùng A73 rất là nhiều. Sau đấy thì mọi người nâng cấp lên A74 các thứ ấy, thì không nói làm gì. Nhưng mà A73 đến bây giờ vẫn làm nghề ok được nhá. Đó, quay chụp đều tốt. Nói chung là con A73 thì mình không có nhiều điểm chê với con này cả. Chỉ có duy nhất một điều là cái lens Sony nó hơi đắt thôi. Còn lại thì mình thấy là riêng về máy ấy, thì mình không chê được con này ở điểm gì nhiều. Pin của nó cũng là cái pin mới nữa nên là nó rất là trâu. Đấy, thì A73 thì mình đang có trên tay thì ngoại hình cũng còn tương đối thôi. Thì khoảng độ 24 đồng nhé các bạn nhé, 24 đồng cho A73 này. Thì giá của A73 thì nếu như các bạn mà tìm hiểu ấy, thì giá nó rất là giữ giá. Cách đây một năm thì giá nó khoảng độ 27, 28, 29 cũng có. Còn sau một năm thì chắc là nó bị chênh đi khoảng độ 2-3 đồng thôi. Nói chung là nó giữ cái giá cực kỳ nhiều nhé. Đấy, giá trị sử dụng của nó rất là lâu dài nên là mọi người sử dụng A73 rất là nhiều. Sau đó bán đi nâng cấp lên A74 ấy, thì cũng giữ giá hơn. Đấy là cái giá trị lâu dài của con A73 này. Đó, thì mình xin nhắc lại là A73 thì đang có mức giá khoảng độ 24 đồng nhá. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang những chiếc ống kính phù hợp để chúng ta lắp được trên những chiếc máy vừa rồi nhá. Đầu tiên sẽ là con Seal 1018 F4 dành cho máy ảnh Sony Crop nhá. Đó, con Seal 1018 F4 này thì nó sẽ lắp được trên những dòng crop của Sony thôi. Đấy, thì cái tiêu cự của nó rất là rộng nhá, tiêu cự 10 đến 18. Đó, tiêu cự cực kỳ rộng luôn, dành cho những bạn nào mà thích quay toàn cảnh, quay sự kiện mà phải toàn cảnh ấy, hoặc là quay mà góc phải siêu rộng ấy, đấy, quay phong cảnh các thứ ấy, thì có thể tham khảo con 1018 F4 này. Khẩu độ là F4 toàn giải các bạn nhé, khẩu không quá to, không quá nhỏ, khẩu mình thấy ở mức trung bình, nói chung là hợp lý dành cho một chiếc ống kính zoom. Đó, nếu như mà khẩu đòi khỏi khẩu 2.8 ấy thì mức giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, khẩu 2.8 thì giá cực kỳ cao nhé. Đó, con Xiao 1018 F4 này thì mình đang có ở đây là khoảng độ 7 đồng rưỡi nhé. Đó, ngoại hình còn hơi xước xa một tí. Đấy, 7 đồng rưỡi cho này nhé các bạn nhé. Tiếp đến ở đây thì mình đang có là con Sigma 16mm F1.4 dành cho máy ảnh Sony Crop nhé. Đó, Sigma 16mm F1.4 này thì nó vẫn là một chiếc ống kính góc rộng, tuy nhiên nó là ống kính fix tiêu cự 16, thế nên là cái chất lượng của nó sẽ cái chất lượng hình ảnh của nó sẽ cực kỳ tốt nhé, tốt hơn 10-18 rất là nhiều. Nó chỉ có cái là không rộng bằng tiêu cự 10 ở trên con 10-18 thôi. Nói chung là mình thấy là con 16mm F1.4 này cực kỳ tốt luôn. Đấy, chất lượng sử dụng của nó rất là tốt. Mình cũng đang sử dụng con này để quay video nhá. Đó, khẩu độ lớn, thế nên là quay xóa phông các thứ rất là đẹp. Ma 10-16 này đang có mức giá khoảng độ 6 đồng rưỡi nhé các bạn nhé. Đó, tiếp theo là con Zai 55 F1.8 đời 2. Con Zai này thì mình cũng dùng để quay video ở trên kênh Máy ảnh cũ Hà Nội cũng nhiều. Đó, con này thì được cái là cái màu nó rất là đẹp, với cả khẩu độ nó là khẩu độ 1.8 cũng lớn nên là xóa phông nó rất là ok. Chỉ có cái là cái tiêu cự của nó 55 nên là nó sẽ lúc quay ấy thì mình sẽ phải hơi đứng xa một chút thôi. Nói chung là không đứng xa quá nhiều đâu, khoảng độ 2-3 mét thôi thì quay nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì con Zai 55 đời 2 này thì đang ở mức giá khoảng độ 12 đồng nhé các bạn nhé. Đó, 12 đồng cho con Zai này.
Rồi ở đây mình đang có, ở đây là một con ống kính full bốc của Sigma là con 1628F2.8. Thì con này còn full bốc luôn, thế nên là mình cũng không mở ra được cho các bạn xem. Tại vì nó là hàng mới, nguyên siêu, bảo hành 2 năm nhá. Đó, đây là ống kính góc rộng của Sigma dành cho mảnh Sony full frame. Đó, tiêu cự từ 16 đến 28, khẩu độ lớn F2.8. Nói chung là con ống kính này thì sẽ cạnh tranh là con 1635GM F2.8 của Sony. Nhưng mà con ống kính này sẽ được cái là rẻ hơn rất là nhiều so với cả 1635GM nhé. 1635GM thì giá cũ bây giờ cũng khoảng độ loanh quanh khoảng độ 30. Nhưng mà con này mình đang cầm trên tay giá hàng mới luôn nhé. Mới nguyên siêu full box thì còn khoảng độ 19 đồng rưỡi thôi. Đó, 19 đồng rưỡi con này. Giá hợp lý hơn 1635GM rất là nhiều. Mà chất lượng của Sigma thì mình thấy là cũng ok. Nó không đến nỗi. Đó, so với 1635GM tất nhiên là không so được về chất lượng rồi, nhưng mà nói chung là nếu như các bạn mà cần một chiếc ống mà phải giá thành hợp lý mà chất lượng vẫn tốt thì có thể tham khảo con 1628 hay 2.8 này nhá. Đó, còn nguyên siêu luôn, giá này là 19 đồng rưỡi nhá các bạn nhé. Tiếp đến ở đây mình đang có là Sony 2470F4 size nhá. Đó, đây là ống kính tiêu cự đa dụng của Sony là 2470. Thì 2470 thì nó có khá nhiều phiên bản, ví dụ như kiểu của Sony thì sẽ có 2470GM, hay là của Sigma thì có 2470 ạt nhá. Đó, nhưng mà đây là 2470 của Zai kết hợp với Sony, khẩu độ nó là khẩu độ F4 thì sẽ phù hợp cho những bạn nào mà thích quay phim mà muốn một chiếc ống kính có tiêu cự đa dụng để chúng ta có thể zoom được ấy. Đó, nói chung là tiêu cự 2470 thì cực kỳ đa dụng rồi, quay thì các thứ thì ok. Duy chỉ có cái là con này khẩu độ F4 thế nên là nó sẽ không được như F2.8, nhưng mà bù lại giá của nó rất là ok nhá, giá này khoảng độ 8 đồng nhá bạn nhé. Đó, 8 đồng cho một con ống kính zoom tiêu cự vàng thì mình thấy là cực kỳ hợp lý. Rồi ở đây mình đang lắp cùng với Sony i3 là ống kính 3 tít 25F2. Đây là ống kính của Đức nhá. Đó, 3 tít vẫn là của Zai kết hợp với Sony thôi, nhưng mà tên của nó là 3 tít 25F2. Thì con này là ống kính fix tiêu cự 25 thì cũng khá là rộng khi mà lắp lên full frame. Khẩu độ cũng lớn, khẩu độ F2 nữa. Đó, đây là ống kính cực kỳ xịn nhá các bạn nhá. Đó. Những bạn nào tìm hiểu ấy mà biết chơi ấy thì mới biết con ống kính này thôi. Đó, con ống kính này màu cực kỳ đẹp nhá. Đó, thì con này đang giá khoảng độ 11 đồng nhá các bạn nhá. Đó, 3 tít 25F2, 11 đồng nhá các bạn nhá. Rồi ở đây mình đang có hai chiếc phụ kiện không thể thiếu để mà chúng ta có thể quay phim mượt mà hơn, đó chính là gimbal máy ảnh. Đó. Thì để mà cân được những dòng Sonic Crop hay là những dòng nhỏ nhỏ ấy thì ở đây mình đang có chiếc RF Ma Mini. Đó, dòng mini này thì nói chung là theo như công bố của nhà sản xuất ấy thì nó có thể cân được lớn hơn. Tuy nhiên là mình khuyến khích các bạn là nên cân những dòng như kiểu Asamin 4 hay là những dòng Sonic Crop của Sony thôi. Thì RF Ma Mini giá tầm khoảng độ 7 đồng nhá. Rồi, phiên bản nâng cấp hơn của RF Ma Mini là RF 3. RF 3 thì sẽ phù hợp để mà chúng ta cân được A7S2 hay là A73. RF 3 thì đang có mức giá khoảng độ 12 đồng nhé các bạn nhé. 12 đồng cho hàng new full box mới kính quang luôn. Đó. Rồi ok, hôm nay là những dòng máy ảnh ống kính hoặc là những cái phụ kiện để chúng ta có thể quay video, bắt đầu làm quay phim các thứ nhé. Đó. Thì hiện tại cũng sắp Tết rồi thì nếu như các bạn mà có nhu cầu thì có thể nhắn tin cho mình hoặc là có thể qua trực tiếp máy ảnh của Hà Nội, thì chỉ còn một ngày nữa thôi là mình sẽ nghỉ rồi. Đó. Thì hẹn gặp lại các bạn ở sau Tết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.